Cuộc gọi gửi đi từ Etihad trong ngày nửa xanh thành Manchester hủy diệt đội bóng mới lên hạng Ipswich Town. Chỉ sau đó ít lâu, Arsenal nhấc máy và đưa ra lời hồi đáp khi nhẹ nhàng đánh sập thánh địa Villa Park. Một cuộc đua song phẳng nữa đã lại cho thấy những dấu hiệu nhen nhóm ngay từ chặng đường xuất phát. The Citizen sớm đóng máy để bắt nhịp đường đua. Trong khi đó, pháo thủ cũng đã lên nòng nhằm đánh chiếm những mục tiêu từng nhiều lần tuôn mất khỏi tầm tay. Đúng như kỳ vọng, Premier League đã đóng lên ngay từ giai đoạn mở màn và cuộc đua khốc liệt bắt đầu hình thành trên đỉnh bảng xếp hạng. Sức mạnh đáng sợ ao trình bóng đá xứ sở sương mù là điều đã vừa được cả Manchester City và Arsenal thể hiện vào tối ngày hôm qua để nối tiếp mạch thăng hoa trong mùa giải mới. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi nhìn lại tổng quan màn thị uy sức mạnh đến từ cả hai đội bóng này nhé. Trước khi bước vào những nội dung chính có trong video ngày hôm nay, các bạn đừng quên để lại một like, một follow để ủng hộ cho ekip tụi mình. Còn bây giờ thì bắt đầu ngay thôi. Tối và đêm ngày hôm qua, hàng loạt trận đấu trong khuôn khổ vòng 2 Premier League đã diễn ra trên nhiều sân cỏ nước Anh. Trong đó, cả hai ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch là Arsenal và Manchester City đều đã ra sân và thu về những kết quả thuận lợi. Nếu như ở khung giờ sớm hơn, The Citizen chỉ phải đón tiếp đối thủ vừa mới lên hạng và không được đánh giá quá cao. Đồng thời, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola cũng được chơi trên sân nhà. Thì trong trận đấu sau đó, Arsenal được nhận định là có chuyến hành quân đi dễ khó về để đối đầu với tập thể của lối đá rất khó chịu, đã từng trực tiếp ngáng đường và khiến cho The Gunners đánh rơi chức vô địch vào cuối mùa giải năm ngoái. Nhìn về cặp đấu của Manchester City và Ipswich Town, đội chủ nhà rõ ràng được đánh giá nhỉnh hơn trên tất cả các khía cạnh. Trên thực tế, vị chiến lược gia 53 tuổi Pep Guardiola cũng bố trí cho ra sân những nhân sự tốt nhất của mình, trong đó nổi bật là De Bruyne và Bernardo Silva ở hàng tiền vệ, cùng bộ ba tấn công gồm Haaland chơi cao nhất để nhận được sự hỗ trợ từ hàng lăng cánh của Jeremy Doku và tân binh Savinho. Tuy nhiên, những người như Rory, Kai Walker hay Foden đều đã không được xếp đá chính để có thời gian nghỉ ngơi. Như thường lệ, trước một đối thủ không được đánh giá quá cao, The Citizen ngay lập tức dâng cao đội hình để gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính được vang lên. Tuy nhiên, lần này bất ngờ khó ai có thể lường trước đã xảy đến. Ngay ở phút thứ 7, Ipswich Town đã đoạt bóng trong chân của Man City và tổ chức tình huống phản công nhanh với chỉ 3 nhân sự. Ở phía trên, Sami Smodic đã chạy chỗ thông minh để đón đường chọc khe của đồng đội và tung ra cú đá quyết đoán ở tư thế đối mặt. Ở tình huống này, mặc dù thủ môn Ederson cũng đã chạm được vào bóng, nhưng như vậy là vẫn không đủ để thay đổi tình hình. Etihad trong thoáng chốc chết lặng để nhìn bóng từ từ lăn vào lưới. Bị đội bóng mới lên hạng sớm tìm được bàn thắng vượt lên dẫn trước, lòng tự tôn của đoàn quân bất khả chiến bại dưới trướng của thuyền trưởng Pep Guardiola dường như đã thực sự bị tổn thương. Để rồi The Citizen nổi cơn thịnh nộ và nhấn chìm hoàn toàn Ipswich dưới bầu không khí bùng nổ của Etihad. Manchester City ngay sau bàn thua đã lập tức dồn cao đội hình và tăng cường sức ép về phía cầu môn đối diện. Không phải chờ đợi quá lâu, những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ đã nhanh chóng được đền đáp với 3 bàn thắng liên tiếp trong 4 phút, khiến đội khách Ipswich Town từ thế thắng bỗng chốc nhận đòn đau để rồi phải choáng váng. Phút thứ 13, Erling Haaland có cơ hội ở khoảng cách 11m sau khi chàng tiền binh Savinho vừa chuyển tới phạm lỗi trong vòng cấm. Với thời cơ quá thuận lợi, Mabu đã không mắc bất cứ sai lầm nào khi anh dứt điểm quyết đoán và hiểm hóc, đánh bại hoàn toàn khả năng phán đoán của thủ môn Muric bên phía Ipswich Town, qua đó cân bằng tỷ số 1 đều cho Manchester City. Chỉ sau đó 1 phút, chưa kịp tỉnh giấc với bàn thua trên chấm penalty, Muric đã mắc sai lầm và để cho Savinho đoạt bóng, tạo điều kiện cho De Bruyne dễ dàng nâng tỷ số lên thành 2-1. Thừa thắng xông lên, đến phút thứ 16, tiền vệ người Bỉ Kevin De Bruyne lại cho thấy khả năng chuyền bóng và nhãn quan tinh tế khi kiến tạo chuẩn xác cho Erling Haaland đối mặt. Sát thủ người Na Uy với khả năng đánh hơi bàn thắng thượng hạng đã không bỏ lỡ cơ hội. Anh vượt qua cả người gác đền Ipswich trước khi ra chân ở góc hẹp để mang về bàn thắng thứ 3 cho The Citizen. Đến lúc này, tinh thần chiến đấu của Ipswich dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Còn Manchester City, họ giống như một con mãnh thú cứ vậy nhẩn nhà mà kết liễu con mồi. Sau khi có được 3 bàn thắng liên tiếp chỉ trong 4 phút, đội chủ sân Etihad đã chủ động chơi chậm lại nhưng vẫn duy trì được thế trận kiểm soát và áp đảo hoàn toàn đối thủ. Trong hiệp đấu đầu tiên, họ còn có thêm 2 lần nữa đưa bóng đi dội xà ngang của thủ môn Muric với các cú đá lần lượt của Rico Lewis ở phút 22 và De Bruyne sau đó 1 phút. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, mặc dù không còn duy trì được nhịp độ hãm thành dồn dập, nhưng đoàn quân dưới trướng Pep Guardiola vẫn là chủ nhân của hầu hết những tình huống bóng nguy hiểm. Erling Haaland đã suýt chút nữa có thể ăn mừng ở phút 63 khi quả đánh đầu rất khó của anh bị Muric xuất sắc cản phá. Tuy vậy, đến phút thứ 88, chân sút người Na Uy vẫn kết thúc ngày thi đấu thăng hoa của đội nhà và màn trình diễn chói sáng của bản thân khi xoay sở và dứt điểm bóng chìm về góc gần, ấn định tỷ số 4-1 cho The Citizen. Trong khi đó, với Arsenal, đội bóng này phải có chuyến hành quân đến chơi ở sân nhà của Aston Villa. Đội bóng được coi là hiện tượng và lọt vào top 4 mùa giải năm ngoái. Với màn đọ sức được đánh giá là rất khó nhằn và có tầm quan trọng đặc biệt với pháo thủ trong giai đoạn đầu mùa.
huấn luyện viên Mikel Arteta đã đưa ra sân đội hình gồm những quân bài tốt nhất mà ông đang sở hữu. Đội trưởng Martin Odegaard vẫn là người sắm vai trò bộ não sáng tạo và được bố trí đá tiền vệ công. Cặp tiền vệ trung tâm có sự xuất hiện của Declan Rice kết hợp cùng Thomas Partey. Trong khi đó, Saka và Martinelli vẫn là những lựa chọn không thể thay thế ở các vị trí chạy cánh. Trái ngược với khoảng thời gian đầu trận đấu hứng khởi của Manchester City, cặp đấu trên mặt cỏ Villa Park lại chứng kiến những diễn biến tương đối thận trọng và nhịp độ chơi bóng khá chậm sau tiếng còi của trọng tài. Phần nào đó, Arsenal là đội vượt trội hơn ở khâu kiểm soát bóng khi họ duy trì được sự chủ động trong phần lớn thời gian. Tuy vậy, sự chắc chắn ở hàng phòng ngự Aston Villa mà nổi bật nhất là thủ môn Emiliano Martinez đã khiến cho những nỗ lực tấn công của pháo thủ đi vào ngõ cụt trong 45 phút đầu tiên. Tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp 1 có lẽ đến từ cơ hội của Bukayo Saka ở phút thứ 16. Tuyển thủ tạm xứ với kỹ thuật và sự đột biến đã đột phá thẳng vào khu vực cấm địa và tung ra cú sút chim đầy uy lực hướng về phía góc xa cầu môn, nhưng bị Martinez ngả người cản phá. Câu trả lời rõ ràng sau đó đến với Aston Villa ở phút 25, khi đội chủ nhà chớp lấy sai lầm của Gabriel và đặt Watkins vào một tư thế dứt điểm rất trống trải bên trong vòng cấm địa. Cú đá của cầu thủ này đã đánh lừa được Raya, nhưng lại bất ngờ đưa bóng đi chệch cột dọc. Phải tới quãng thời gian nửa sau của trận đấu, sự kịch tính và hấp dẫn mới được đôi bên đẩy lên đến cao trào. Sau giờ nghỉ, Arsenal vẫn tiếp tục là đội kiểm soát trận đấu, nhưng họ lại suýt chết hụt ở phút 54 với pha bóng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm của đội chủ nhà Aston Villa. Cú đá từ xa của Onana đã chạm trúng chân của Gabriel đổi hướng và chạm trúng xà ngang. Watkins cũng đã rất nhanh băng vào đánh đầu cận thành, nhưng phản xạ không tường của Rea vẫn kịp thời cứu lấy mảnh lưới của pháo thủ. Không tận dụng được cơ hội ngon ăn, Aston Villa ngay sau đó đã phải trả giá đắt. Phút 67, cầu thủ dự bị Chosa của Arsenal ngay sau pha chạm bóng đầu tiên đã thực hiện cú sút hiểm hóc mở tỷ số cho đội khách. Tiếp đà hưng phấn, chỉ 10 phút sau đó, Arsenal đã tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt khi Saka nhà bóng vừa vặn về tuyến hay cho Thomas Partey dứt điểm hiểm hóc, làm bó tay Emiliano Martinez, ấn định kết quả chung cuộc của trận đấu. Manchester City hủy diệt đội bóng yếu vừa lên hạng. Arsenal cũng nhẹ nhàng hạ gục Aston Villa thi đấu kỷ luật và rất khoa học. Cả hai đội đều đã khép lại vòng đấu thứ hai với chiến thắng xứng đáng, qua đó thể hiện sức mạnh khủng khiếp mà họ đang sở hữu. Với những kết quả như vừa rồi, nhìn về bảng xếp hạng hiện tại, Manchester City đã chính thức vươn lên dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số dương 5. Với 6 bàn thắng có được chỉ sau 2 trận, The Citizen lúc này hiện cũng chính là hàng công xuất sắc nhất. Trong khi đó, với các cầu thủ Arsenal, họ cũng đã có cho mình 6 điểm giống như Manchester City với 2 trận toàn thắng liên tiếp cùng hiệu số là dương 4. Cho đến thời điểm hiện tại, pháo thủ đang cùng Liverpool và Newcastle là 3 hàng phòng ngự duy nhất chưa để lọt lưới. Nhưng cả Liverpool và Newcastle đều mới chỉ thi đấu 1 trận. Cuộc đua mới đã bắt đầu hình thành để hướng tới chức vô địch Premier League giữa Manchester City và Arsenal. The Citizen chắc chắn muốn giữ thế thống trị. Còn với Arsenal, sau 2 mùa giải liên tiếp để tuột mất ngôi vô địch đáng tiếc, họ giờ đây hẳn cũng đang rất khát khao để chạm tới danh hiệu này. Giải đấu khắc nghiệt nhất nước Anh mới chỉ đi qua được 2 vòng đấu và sẽ còn chặng đường rất dài phía trước. Mọi chuyện vẫn còn là quá sớm để nói trước bất cứ thứ gì. Tuy vậy, nhìn vào những màn thị uy sức mạnh đáng nể phục của hai tập thể mạnh mẽ đến từ nửa xanh của thành phố Manchester và sắc đỏ của thủ đô London, chắc hẳn nhiều người đã tiếp tục mường tượng ra một viễn cảnh về cuộc đua sòng mã khốc liệt, gay cấn và hấp dẫn bậc nhất. Cùng chờ xem liệu rằng ở mùa giải năm nay, cuộc đua ấy sẽ đi về đâu nhé.